Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 95. Chương 941, đừng sợ, có ta ở đây. 2. Lăng Tuyết lập tức lúng túng cười cười bổ sung, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Dù sao, Phi Viên lão sư thoạt nhìn không giống với Phong Thành lão sư, vì vậy, Phi Viên hiếu kỳ hỏi, không giống chỗ nào. Lăng Tuyết nói, ba người bọn hắn thoạt nhìn đều 20 tuổi, tựa hồ không già đi, mà trên người Phi Viên lão sư, thoạt nhìn là bộ dáng trung niên, khá già, vì vậy chúng ta liền đoán, người cùng bọn họ không phải một nhóm. Phi Viên trầm mặc, phân tích này rất có lý, rất đáng tin cậy. Phi Viên bật cười, ngẩng đầu nhìn hai người nói, vì vậy. Nguyên Phong nói, Phong Thành lão sư thoạt nhìn rất đáng sợ, chúng ta không dám tìm hắn nói chuyện. Chúng ta chỉ muốn hỏi một chút, Nguyên Tinh thật sự không còn nữa sao? Phi Viên gật đầu không lên tiếng. Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết liếc nhìn nhau, trong mắt liền ảm đạm. Nguyên Phong lại nói, Phi Viên lão sư, đây là nơi nào? Một chiếc phi thuyền đang bay trong hệ mặt trời. Hai người chấn động, phi thuyền. Chúng ta đang ngồi phi thuyền rời khỏi hệ mặt trời. Gì đây? Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết liếc nhìn nhau, thấy được vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Nguyên Tinh sở dĩ bị phá hủy, tuyệt đối do Cổ Duy động tay. Tất nhiên là trên Nguyên Tinh có người gây chuyện, sau đó hắn liền quyết định diệt thế, rời khỏi Nguyên Tinh, đi tới tinh cầu khác sinh hoạt. Đây quả thật, quá đáng sợ. So với Đại Ma Vương trong phim phản diện còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Sau đó trong đầu hai người toát ra ý tưởng, tọa hóa vì sao mang theo hai người bọn họ. Bọn họ có thể bị giết hay không? Hay là nói, là lương thực khi đói bụng, lạnh lẽo. Nguyên Phong động thân, nắm chặt bàn tay Lăng Tuyết, đừng sợ, có ta ở đây. Trong phòng thí nghiệm, Tô Hạo tiến vào quả cầu không gian, vẫn như cũ ngồi trên chiếc bàn quen thuộc, bắt đầu ghi chép. Thật lâu, trên giấy viết xuống câu đầu tiên, sự hiện hữu của ta sẽ mang đến cho tinh cầu bản địa, thảm họa không biết. Mang đến thảm họa cho tinh cầu, đây cũng không phải là điều hắn mong muốn, hắn chỉ muốn yên tĩnh học tập các loại tri thức mà thôi, yêu cầu của hắn cũng không cao đi. Tiếc nuối chính là, mọi chuyện cũng không được như hắn mong muốn, dù hắn chỉ lẳng lặng ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, đủ loại sự tình, cách một đoạn thời gian sẽ tìm tới cửa. Một là người có người đem tri thức hắn muốn học giấu đi, hay có người cản trở hắn học tập, cũng có lúc tuổi thọ không đủ, hay đột nhiên tử vong. Tóm lại, nguyện vọng yên tĩnh học tập vẫn khó có thể thực hiện. Đầu sỏ gây nên mọi chuyện, theo suy đoán của Tô Hạo chính là hệ thống vận rủi. Sau đó Tô Hạo viết xuống câu thứ hai, tìm hệ thống vận rủi sau đó phá giải nó. Muốn phá giải hệ thống vận rủi nói dễ vậy sao? Nếu có thể làm được, những năm nay Tô Hạo đã sớm làm, không cần chờ tới bây giờ. Mấu chốt nhất chính là, chỉ với bước đầu tiên là tìm kiếm hệ thống, vận rủi còn không làm được, vậy mấy việc sau đừng nói đến. Tô Hạo vung tay, ngoại cảnh chuyển biến, biến thành hư vô. Tiểu Sáng, lấy các cảnh tử vong làm dữ liệu, đánh dấu là dữ liệu sự kiện số 1, Tiểu Sáng đã nhận, xin đợi. Sau một khắc, từ khi hắn có quả cầu không gian đến nay, đủ loại hình ảnh tử vong do vận rủi đều hiện ra, lơ lửng giữa không trung, rõ mồn một trước mặt. Tô Hạo một bên nhìn lại tao ngộ bất hạnh lúc trước, một bên lấy giấy bút ghi chép, dùng chữ viết xuống, bản chất của hệ thống vận rủi chính là hệ thống tiêu điểm. Nói cách khác, năng lượng được phản hồi mỗi lần đều tạo thành một thảm họa khác nhau ảnh hưởng tới bản thân. Mô hình giữa các loại tao ngộ trong quá khứ có cùng quy luật với nhau. Khi hắn còn yếu, thảm họa dẫn phát không kịch liệt, như chết vì bệnh, chết đuối, ngã chết, nổ chết, bị nữ hiệp chém chết, dã thú cắn chết, bị dư âm chiến đấu giết chết. Mà mỗi loại phương thức tử vong, sau khi hắn đạt được lực lượng nhất định, liền có thể bỏ qua. Nhưng mà khi lực lượng của hắn tăng cường, thì năng lượng tích lũy lại càng nhiều, càng về sau, thậm chí dẫn động hành tinh va chạm. Tô Hạo tự hỏi, nếu ta giảm xuống hành động của bản thân, có thể giảm xuống phản hồi năng lượng đối với hệ thống vận rủi không, đạt tới mức thấp nhất. Rất nhanh hắn liền lắc đầu, không được, không thể giảm xuống năng lượng phản hồi mà ảnh hưởng đến quá trình học tập của ta. Nếu không học được tri thức,
ta chuyển sinh đến thế giới khác liền không có chút ý nghĩa, còn không bằng tiếp tục ngủ say. Hơn nữa, nếu không mau chóng đạt được lực lượng cường đại, chính là tử vong theo cách bệnh tật. Chung quy vẫn nên phải tìm ra hệ thống vận rủi, sau đó giải quyết. Giải thích đôi chút, chuyển động năng lượng trong vũ trụ đều lấy theo hình elip, trước khi Tô Hạo xuyên đến sẽ không có tiêu điểm hội tụ. Nhưng một khi Tô Hạo xuất hiện sẽ thành lập nên điểm hội tụ năng lượng, mỗi lần Tô Hạo qua một ải thì năng lượng sẽ được tích lũy lại, dần dần dẫn đến nhiều cấp độ thảm họa khác nhau. Chương 942, Trên Hóa Thần, 1. Lấy năng lực trước mắt của Tô Hạo, tìm kiếm hệ thống vận rủi, vô cùng khó khăn, nhiều lần nếm thử, đều không có kết quả gì. Vốn hắn trước định để nó qua một bên, chờ tương lai đạt được tinh thần lực cường đại, lại tìm kiếm, tất nhiên làm chơi ăn thật. Nhưng mà, chuyện nguyên tinh hủy diệt, làm cho Tô Hạo thay đổi chủ ý. Hắn bức thiết muốn tìm ra tai họa vận rủi. Dù cho không cách nào tìm được tai họa vận rủi cụ thể, nhưng tìm được phương pháp triệt tiêu vận rủi cũng là tốt nhất. Dù sao, hắn không muốn trên đầu mình tùy thời treo một thanh kiếm, cũng không muốn bản thân trở thành một kẻ hủy diệt tinh cầu, đoạt tuyệt văn minh. Vừa cẩn thận suy tư một phen, Tô Hạo rất nhanh đưa ra quyết định, tiếp tục viết, tiến hành thí nghiệm quan trọng. 1. Dùng trang bị truyền tống định tiến hành di chuyển với tốc độ ánh sáng, khảo thi. Tai họa có thể đuổi kịp ta không? 2. Đem các tiểu hành tinh ven đường phá hủy, phóng ra năng lượng, thuận tiện cảm giác chấn động năng lượng của hệ thống tiêu điểm quanh thân, tìm kiếm chút dấu vết, sau đó tính toán hệ thống tiêu điểm. 3. Tự mình chỉ đạo phi viên tu tiên, dạy hắn lý luận, để hắn cùng ta cùng suy diễn cảnh giới tiếp theo trên hóa thần cảnh. 4. Chúng ta với tư cách là ngoại giới, sẽ trở thành tiêu điểm nhiễu loạn năng lượng tuần hoàn, có lẽ thổ dân ở nguyên tinh sẽ không bị vậy. Lấy ví dụ phi viên, hắn với tư cách là người may mắn sống sót, có thể từ hắn tìm điểm đối lập của hệ thống vận rủi. Tô Hạo viết xuống, lại đem tên phi viên xóa đi, lẩm bẩm nói, phi viên đã học tu tiên, có lẽ bản chất bị thay đổi, không cách nào trở thành đối tượng để so sánh. Bất quá, còn hai người may mắn sống sót là được rồi. Trước nuôi, quan sát vài năm, sau đó để bọn họ gây giống đời sau, tiếp tục quan sát. Sau khi Tô Hạo đem hệ thống phong ấn tai họa phá hư, năng lượng tiếp tục tàn phá nguyên tinh tầm thêm một tháng, liền có xu thế giảm xuống, nói rõ nguyên trên nguyên tinh đã không còn tăng trưởng. Nhưng hết thảy đều đã chậm, tuyệt đại đa số sinh vật biển đã tử vong, chỉ có một vài cá thể sinh mệnh vô cùng cao còn sống sót, coi như giữ lại chút sinh mệnh. Sự kiện này, đối với nguyên tinh mà nói, có thể xưng là đại tuyệt diệt. Vô số năm sau, nếu có thể phát triển nền văn minh mới, đoán chừng không cách nào nghĩ ra, ở quá khứ xa xôi, đã từng có nền văn minh nguyên pháp sư khổng lồ. Cũng có lẽ không còn cơ hội. Sinh mạng trên tinh cầu không nhất định sẽ sinh ra trí tuệ, để muốn sinh ra sinh mệnh có trí tuệ, cần điều kiện quá hà khắc. Tính đến lúc này, nguyên tinh đối với Tô Hạo mà nói, coi như đã xong. Ngoài trừ để lại một viên địch vị thạch trên vệ tinh, thuận tiện cách một đoạn thời gian trở về quan sát, thì nguyên tinh đối với hắn đã không còn gì lưu luyến. Hôm nay ngồi phi thuyền khởi nguyên, chậm rãi bay ra khỏi hệ hành tinh. Trên phi thuyền có 6 người, 3 người Tô Hạo, phi viên, Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết. Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết cũng tiếp nhận sự thật mẫu tinh đã bị hủy diệt, rất nhanh liền thích ứng sinh hoạt trên phi thuyền. Cũng đối với mọi thứ trong phi thuyền, biểu hiện ra sự hiếu kỳ, suốt ngày ở trên phi thuyền đi dạo, như là dò xét lãnh thổ nhà mình. Đám người Tô Hạo cũng không ngăn cản hành động của bọn họ, chỉ cần bọn họ không quấy rầy đến người khác, hai người muốn làm gì cũng được. Trong phi thuyền có nhiều chỗ ăn chơi, ngay từ đầu, hai người chơi đến vô cùng vui vẻ, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần chán đi. Hai người bọn họ đột nhiên phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, dù cho chiếc phi thuyền này thần kỳ đến đâu, bọn hắn cũng không vui vẻ. Nguyên nhân là, không có người để khoe khoang, mọi việc thành công làm được, đều trở nên đần đồn vô. Vị, trước kia nỗ lực học tập, gia nhập tổ thiên văn, đây là vinh quang cao nhất thế giới. Có thể khiến mọi người ước ao, có thể hướng hàng xóm khoe về bản lãnh của mình, có thể thường xuyên đi tham gia tụ họp, có thể ở trên mạng vô tình flex, được mọi người khen ngợi. Nhưng mà, những thứ này, hiện tại không còn nữa rồi. Dường như cuộc sống mất đi nhiều thú vui, mọi lục đục ngày xưa cũng không còn ý nghĩa. Như vậy, mục đích mà bọn họ sống sót là vì cái gì? Đột nhiên có một ngày, Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết nhìn nhau,
bốn mắt đối diện, tia lửa bắn ra. Giờ phút này, bọn hắn tựa hồ tìm được bản chất ý nghĩa sinh mệnh là sinh sôi phát triển đời sau. Nhưng làm thế nào để sinh sôi nay nở đời sau, bỏ qua không nhắc đến. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 943, trên hóa thần, 2. Duy Lõa Đại, tất cả tọa độ của các ngôi sao cách đây 5.000 năm ánh sáng đã có, chúng ta bây giờ nên đi hướng nào? Trong phòng điều khiển, Á Sơn dùng hình chiếu 3D mô phỏng ra vũ trụ, hướng Tô Hạo biểu hiện. Về phần vì sao chỉ tìm tọa độ của các ngôi sao cách đây 5.000 năm ánh sáng, đó là bởi vì Tô Hạo cho rằng tuổi thọ cực hạn của hắn có lẽ cũng chỉ có khoảng 5.000 năm. Nói cách khác, khoảng cách xa nhất bọn họ đi được cũng chỉ có 5.000 năm ánh sáng. Chưa được 1/20 của hệ mặt trời nguyên tinh. Dùng thời gian 5.000 năm, lấy tốc độ ánh sáng di chuyển, đều không thể bay ra phạm vi hệ mặt trời, chuyện này khiến người ta phải tuyệt vọng. Bất quá, Tô Hạo đối với việc này cũng đã thỏa mãn. Từng bước một, không có khả năng mới làm đã yêu cầu xa vời, hơn nữa, có thể sống được 5.000 tuổi đi rồi nói. Hắn rất lo lắng trên đường phi hành, đột nhiên đụng phải chuyện khó hiểu, trực tiếp làm toàn bộ người trên phi thuyền chết đi. Tô Hạo nhìn bản đồ tinh vực, thuận miệng nói, hành tinh cách chúng ta gần nhất là gì? Á Sơn đem địa đồ phóng to, tập trung vào một hành tinh nhỏ, là Vũ Chức Tinh nằm ở chòm sao Tổ Ong, cách nguyên tinh 7,3 năm ánh sáng. Nếu chúng ta khởi động truyền tống định vị dự tính cần nhiều nhất 8 năm sẽ tới. Tô Hạo nói, được, đến Vũ Chức Tinh. Bất quá để đạt được mục đích ổn thỏa, chúng ta sẽ dịch chuyển mỗi năm ánh sáng một lần, tổng cộng là 8 lần truyền tống. Hiện tại liền tính toán điểm xuất hiện của lần truyền tống đầu tiên, sau đó khởi động trang bị định vị truyền tống. Tốt, Duy Lão Đại, chờ một chút. Sau đó Á Sơn liền tính toán đơn giản, giao cho phi viên, sau đó kêu Phong Thành đem trang bị định vị truyền tống mở ra. Không đầy một lát, phi viên đã tính ra chuỗi tọa độ cụ thể. Tô Hạo dịch chuyển về phòng truyền tống, tiến vào phòng trang bị, tinh thần lực kết hợp với trang bị, bắt đầu tạo mô đun không gian, cuối cùng dưới sự hiệp trợ của trang bị, thành công tạo ra cổng không gian, lấy tốc độ ánh sáng hướng tạo độ vừa xuất hiện ném tới. Mà trên màn hình, cũng xuất hiện đếm ngược 1 năm. Nói cách khác, khoảng cách chính thức khởi động truyền tống, còn 1 năm thời gian. Tô Hạo từ phòng phụ trợ truyền tống đi ra, nhìn Phong Thành ở một bên nói, Phong Thành, thời điểm chuẩn bị truyền tống nhớ nhắc ta, nhắc trước 3 ngày đi. Phong Thành lập tức nói, đã rõ, Duy Lão Đại. Trả lời xong Phong Thành cũng tự ghi chép lại trên tay mình, hắn cũng lo lắng mình quên mất chuyện này. Phải biết rằng đây chính là 1 năm nha, không để ý liền bỏ lỡ. Phong Thành thầm nói, ngàn vạn lần đừng hỏng mất đại sự của Duy Lão Đại. Lập tức ở trong thức thai biên soạn một cái đồng hồ báo thức. Trên thức thai làm phần mềm không được, dùng trợ thủ vạn năng biên soạn một cái, phòng ngừa vạn nhất. Ừ, một cái không chắc ăn, làm hẳn 3 cái, thay phiên nhắc nhở. Trước mắt cũng chỉ có Tô Hạo mới mang theo chiếc phi thuyền này truyền tống được, tiến hành truyền tống cự ly siêu viễn. Nguyên nhân là phi thuyền thuộc về tiểu thế giới mang theo phi thuyền truyền tống, chính là mang theo tiểu thế giới truyền tống. Mà Á Sơn cùng Phong Thành còn không cách nào mang theo tiểu thế giới truyền tống đi. Không biết vì sao, Á Sơn cùng Phong Thành đối với không gian mẫn cảm quá yếu, đến nay còn chưa lĩnh ngộ không gian cấp 2 phút, chớ đừng nói gì đến vận dụng tiểu thế giới. Có lẽ đây chính là khác biệt giữa nhà nghiên cứu cùng học tập giả đi. Một bên lĩnh ngộ bản chất, một bên lấy phương thức để học tập. Có lẽ, chỉ khi Á Sơn Phong Thành được như Tô Hạo, mới chính thức lĩnh ngộ bản chất thật sự của không gian, mới có thể học được không gian cấp 2 cùng tiểu thế giới, vận dụng hai hạng mục không gian này. Loại chuyện này cưỡng cầu không được, về tài liệu không gian, ở trên trợ thủ vạn năng đã có thể học được hay không, còn dựa vào bản thân. Tô Hạo trở lại phòng điều khiển, trực tiếp nhìn phi viên nói, ta có một hạng mục nghiên cứu mới, gọi là phía trên hóa thần cảnh, có lẽ cần trợ giúp của ngươi, theo ta cùng nhau nghiên cứu đi. Phi viên sững sờ, Cổ Duy tiên sinh, người, cần trợ giúp của ta. Tô Hạo, đúng. Á Sơn một bên ghen tị hai mắt đỏ lên. Phi viên gật đầu nói, chỉ cần ngài cần, ta liền tận lực. Tô Hạo lộ ra nụ cười tươi, bất quá ngươi còn chưa phải là hóa thần cảnh. Ta trước dạy ngươi cách nhanh chóng lên hóa thần cảnh, đằng sau còn có thần thể cảnh.
Đúng rồi, 3 ngày sau ngươi tới tìm ta, vẫn tại phòng thí nghiệm số 1. Phi viên nói, tốt, Cổ Duy tiên sinh. Khí tức Á Sơn dần dần tăng lên, hắn rất muốn chạy tới ôm đùi Tô Hạo. Duy lão đại, ta cũng muốn cùng ngài nghiên cứu nha. Chương 944, Tinh thần lực, 1. Về nghiên cứu cảnh giới phía trên hóa thần cảnh, cũng không phải là Tô Hạo không muốn mang theo Á Sơn cùng một chỗ nghiên cứu, mà Á Sơn còn có nghiên cứu độc lập khác dành cho hắn. Đây chính là nghiên cứu cùng tính toán về hóa nguyên. Lúc trước, Tô Hạo đã đem phần lớn đơn chất chuyển hóa từ nguyên tìm ra, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là kết thúc, còn có nhiều vật chất phức tạp hơn nữa, cần tính toán, sau đó hợp thành. Công việc của Á Sơn chính là đem những vật chất cần thiết cho sinh hoạt từ từ chuyển hóa ra. Chuyện này có độ khó rất cao, nhưng mà đã có tài liệu tham khảo lúc trước của Tô Hạo, Á Sơn trải qua một đoạn thời gian học tập, có thể bắt tay vào làm, chỉ bất quá tốn nhiều thời gian mà thôi. Điểm này không có vấn đề, thứ mà bọn họ có nhiều nhất lúc này chính là thời gian. Chỗ khó duy nhất chính là tính toán số liệu của các loại vật chất cùng chuyển hóa ra, cần dùng tiểu thế giới tiến hành phụ trợ, mà Á Sơn còn chưa học xong cách vận dụng tiểu thế giới. Tô Hạo rất nhanh nghĩ ra phương án giải quyết, chính là hắn trước tạo ra tiểu thế giới ổn định, phong ấn vào từng quả bóng kim loại, dạy Á Sơn sử dụng quả bóng kim có chứa tiểu thế giới là được rồi. Giống như việc không biết chế tạo máy tính cũng không sao, chỉ cần biết sử dụng là được, một chút cũng không ảnh hưởng đến việc chơi game. Á Sơn chờ trong phòng thí nghiệm của mình, liên tiếp nhìn về phía phòng thí nghiệm Tô Hạo, trông mòn con mắt. So với việc tự thân nghiên cứu một hạng mục, hắn ưa thích cùng Duy lão đại cùng nhau nghiên cứu hơn. Á Sơn âm thầm tự mình khích lệ, ta còn phải nỗ lực học tập, chính thức theo sau bước chân của Duy lão đại. Trước sử dụng thuần thục tiểu thế giới, tranh thủ trong 1 năm triệt để nắm vững cách dùng tiểu thế giới. Sau đó trong vòng 5 năm tiếp theo đem thí nghiệm hóa nguyên của Duy lão đại làm lại một lần, dùng 10 năm tiếp đó bổ sung hợp chất còn thiếu, 30 năm hợp thành món ăn mỹ vị. Về phần phong thành, vẫn còn trong giai đoạn học tập, có thể cho hắn làm chút việc nhỏ. Làm vài nghiên cứu đơn giản liền được, nhưng mà phức tạp một chút, liền không làm được rồi. Chủ yếu do phong thành là thổ dân của thế giới tu tiên, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, không có tư duy nghiên cứu, mà phương thức tư duy của hắn theo khuynh hướng tu luyện, trở nên mạnh mẽ, thành công. Hiện tại có được tri thức như vậy, đã vô cùng nỗ lực rồi. Trong phòng thí nghiệm số 1, Tô Hạo nghe xong phi viên nói về cách nhìn tu tiên, lại xem tiến độ tu luyện của hắn. Sau đó nói, phi viên, ngươi lúc này đã có tư cách đột phá lên hóa thần cảnh, bước tiếp theo chính là dựng thức thai, đem ý thức của ngươi chuyển vào bên trong thức thai, lần nữa cường hóa cường độ ý thức. Ta có phương pháp tên là tam giác đà ấn, có thể cho người không tốn quá nhiều thời gian, có thể dựng thành thức thai, đạt tới cảnh giới hóa thần. Nhưng mà ta còn hy vọng ngươi không nên vội, mà tức tự học tập một đoạn thời gian, đem lý niệm cùng cách dựng thức thai tất cả hiểu rõ, sau đó tự dùng phương thức của mình, dựng thức thai tự thuộc về ngươi, thế nào? Phi viên nói, nếu Cổ Duy tiên sinh nguyện ý dạy ta, ta cầu còn không được. Sau đó lại nói tiếp, hơn nữa, hết thảy mọi thứ của ta đều do Cổ Duy tiên sinh truyền đạt, sau này liền nghe theo Cổ Duy tiên sinh an bài, nếu ta có chỗ tác dụng, sẽ tận hết khả năng. Tô Hạo nói, vậy thế đi. Kế tiếp, Tô Hạo liền tự mình giảng giải điểm chính trong tu tiên cho phi viên, cùng với mục tiêu cuối cùng của tu tiên, tác dụng của linh niệm, mạch suy nghĩ cùng kết cấu của thức thai. Không giữ lại chút nào, cùng phi viên nói rõ. Cho tới nay, thứ Tô Hạo làm tốt nhất chính là dạy học, dạy qua vô số đệ tử, hắn so với lão sư chuyên nghiệp còn tốt hơn. Bản thân phi viên cũng tiếp thu rất nhanh, khiến tiến độ dạy học của Tô Hạo hết sức nhanh chóng. Không đến 2 năm thời gian, phi viên cũng dựa vào cố gắng của mình, thành công đột phá lên hóa thần cảnh. Mà phương pháp hắn đột phá cũng không giống như những người khác, sử dụng tam giác đà ấn, mà tham khảo mạch suy nghĩ của Tô Hạo. Tự xây dựng một kết cấu quỹ đạo trồng chất, dùng để tạo ra đan nguyên, tốc độ đột phá hóa thần cảnh cũng không chậm hơn tam giác đà ấn. Mấu chốt chính là, trải qua 2 năm nghiên cứu, phi viên lý giải đối với tu tiên, thậm chí so với Á Sơn cùng phong thành cao hơn một bậc. Sau khi phi viên thành công đột phá lên hóa thần cảnh, Tô Hạo cười nói, cảm giác thế nào? Phi viên có thể quan sát bán kính 3 vạn mét, có thể đem toàn bộ chiếc phi thuyền này nhét vào trong đầu của mình.
Các bạn đang nghe chuyện Nhật ký Thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 945, Tinh thần lực 2. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận bản thân không chỗ nào không có, lẩm bẩm nói, đây chính là thần niệm sao? Quá thần kỳ. Thật giống như có vô số ta từ mọi gọi đốc khác nhau quan sát chiếc phi thuyền khổng lồ này, không có chuyện gì có thể chạy khỏi ánh mắt của ta. Sau đó hắn nhìn thấy trong một căn phòng nào đó ở phi thuyền, hai người Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết đang ân ái, ánh mắt cay đến nỗi mở không ra. Phi viên thu hồi thần niệm, đột nhiên hỏi, Cổ Duy tiên sinh, ngài cho rằng tinh thần lực là gì? Hắn vốn tưởng rằng Tô Hạo sẽ biết đáp án, không nghĩ tới Tô Hạo lại lắc đầu nói, ta không biết. Phi viên kinh ngạc nói, ngài cũng không biết sao? Hắn cũng không hoài nghi Cổ Duy tiên sinh giấu giếm, nhiều năm tiếp xúc với nhau, hắn hỏi vấn đề gì, đối phương đều vô cùng cẩn thận trả lời. Hắn hiểu được, Tô Hạo chắc chắn sẽ không nói dối, hoặc là nói, Tô Hạo khinh thường nói dối. Những kiến thức này, tựa hồ dưới nhận định của Cổ Duy tiên sinh, không phải bí mật cần giấu. Tô Hạo mang theo nét mặt vui vẻ, có rất nhiều thứ ta không biết, chút điểm này cũng không có gì kỳ lạ. Bất quá, ta đối với tinh thần lực cũng có cách nhìn của mình. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể nói ra, nhưng chưa chắc đã đúng. Phi viên nghiêm mặt. Tô Hạo nói, trong mắt của ta, tinh thần lực bao hàm rất nhiều hình thức, nhưng mặc kệ ở hình thức nào, đều có một tác dụng trọng yếu, chính là cầu nối giữa ý thức cùng hoàn cảnh. Phi viên rất nhanh bắt được điểm chính, tinh thần lực chính là cầu nối. Tô Hạo lại nói, muốn hiểu được khái niệm này, chúng ta trước tiên phải đem ý thức cùng thế giới chia làm hai cá thể độc lập. Như vậy công cụ để ý thức quan sát được thế giới này, ảnh hưởng tới thế giới, ta gọi nó là tinh thần lực. Phi viên suy nghĩ một chút, tinh thần lực quả thật có nhiều đặc tính, nếu như thế phân loại, trên thực tế cũng không sai, trái lại, còn vô cùng chuẩn. Tô Hạo nói tiếp, vì vậy, tinh thần lực là gì? Như thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, ta liền quy thành một loại công năng đặc thù của tinh thần lực. Lại như điều khiển tay nắm, chân chạy, nhảy, ta cũng quy về là một loại tinh thần lực. Loại tinh thần lực này có thể ý thức trực quan chúng ta đi thay đổi thế giới. Mà công năng này thuộc về loại trời sinh đã có, cũng có thể nói một người bình thường sinh ra đều có tinh thần lực. Đương nhiên, ta biết rõ đại đa số mọi người lý giải về tinh thần lực cũng không phải như vậy, mà là chỉ thấy đây là một loại lực lượng ý thức huyền diệu khó giải thích. Bất quá, vô luận thế nào, bản chất đều giống nhau, có thể miêu tả đơn giản năng lực giúp ý thức ảnh hưởng ngoại giới. Nghe đến đây, phi viên không tự chủ gật đầu, hắn cũng đồng ý với cách nhìn của Cổ Duy tiên sinh về tinh thần lực, đây cũng là góc độ mà hắn chưa từng nghĩ tới. Tô Hạo nói, nếu đã định nghĩa được tinh thần lực, vậy phân tích sau đó liền vô cùng rõ ràng. Lấy tinh thần lực của Nguyên Pháp Sư làm ví dụ, bản chất chính là công cụ giúp ý thức ảnh hưởng tới Nguyên, người có thiên phú tinh thần. Có thể nhìn thấy Nguyên, cũng ảnh hưởng được Nguyên, tựa như chúng ta dùng mắt nhìn thế giới, dùng tay chân làm việc. Lại ví dụ như niệm của tu tiên, thuộc về công cụ ý thức, niệm có thể cho chúng ta dùng một loại thị giác khác quan sát hoàn cảnh xung quanh, lại có thể điều khiển linh lực đi thay đổi thế giới. Tô Hạo đưa ra nhiều ví dụ, tóm tắt cách nhìn của mình về tinh thần lực, cuối cùng kết luận nói, vì vậy, trong mắt của ta, tinh thần lực có hai loại công năng, một là ánh mắt hay là tay. Như vậy chúng ta thường nói tu luyện tinh thần lực, tăng lên tinh thần lực, trên thực tế chính là cường hóa năng lực giúp chúng ta quan sát, cải tạo thế giới. Đến tận đây, phi viên đột nhiên hiểu rõ, hạng mục lúc trước mà Tô Hạo trên hóa thần có ý nghĩa gì rồi. Hắn thốt ra, Cổ Duy tiên sinh, ngài mời ta tham dự hạng mục nghiên cứu trên hóa thần, mục đích chính là muốn đạt được ánh mắt cùng tay mạnh hơn đúng không? Tô Hạo nói, không sai, tinh thần lực của chúng ta tuy mạnh, có thể quan sát được phạm vi rất rộng rãi, nhưng mà ở trước mặt vũ trụ còn quá mức nhỏ bé. Ta cũng cần sức mạnh quan sát lớn hơn, có thể khiến ta nhìn thấy những thứ mà ta không nhìn đến được. Phi viên, đã hiểu. Kế tiếp, nghiên cứu trên hóa thần chính là mục tiêu của ta. Chương 946, sinh nhiều một chút, 1. Nhiều năm như vậy, lực lượng ý thức của Tô Hạo vẫn từ từ tăng lên, theo ý thức nhân loại bình thường phát triển, trưởng thành đến ý thức của thần linh, đạt được đủ loại công năng đặc dị. Nhưng, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Hắn cho rằng, dù cho đạt đến trình độ này, vẫn như cũ chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi.
bản chất ý thức của ta cũng không triệt để thay đổi. Trong đó, tinh thần lực là điểm mấu chốt nhất. Tinh thần lực với tư cách là cầu nối để ý thức liên thông với thế giới, sẽ phải chịu hạn chế của thân thể, không cách nào trưởng thành. Nói cách khác, tinh thần lực của Tô Hạo bị thân thể ước thúc đến điểm giới hạn. Trước khi khiến cục thịt này đột phá cực hạn, hắn vẫn như cũ là phàm nhân bình thường. Bất quá hắn bây giờ, để muốn đạt tới cực hạn của thân thể, còn có một con đường dài cần đi. Ít nhất hiện tại, hắn còn nhận thức được tinh thần lực của mình còn có rất nhiều không gian tăng trưởng. Còn lâu mới tới cực hạn, chỉ bất quá tình huống trước mặt, không biết bắt tay từ chỗ nào để làm mà thôi. Phía trên hóa thần, chính là cần phải nghĩ cách đem tinh thần lực phá vỡ cực hạn trước mắt. Nếu không, làm sao cảm giác được năng lượng vận hành của hệ thống vận rủi? Về phần tác dụng của phi viên, hắn có lẽ có thể mang đến kinh hỉ cho Tô Hạo, cũng có thể cho Tô Hạo thêm mạch suy nghĩ làm sao để tiếp tục cường hóa tinh thần lực. Về sau còn rất nhiều thời gian, đáng để chờ mong. Bên kia, Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết tựa lưng ngồi trên đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn về tinh không phía xa. Lăng Tuyết đột nhiên tò mò hỏi, Nguyên Phong, vì sao hiện tại ta còn chưa mang thai, có phải ngươi có vấn đề hay không? Nguyên Phong nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt tràn đầy nét lúng túng, ấp a ấp úng, chuyện này. Ta không biết, hoàn hảo đấy, tại sao có thể có vấn đề chứ? Bộ dạng Lăng Tuyết dầu dĩ không vui, Nguyên Phong an ủi, có phải là vấn đề của ngươi? Vừa thốt lên, Nguyên Phong liền cảm thấy không đúng. Quả nhiên Lăng Tuyết lập tức nổi giận, trở lại bóp eo của Nguyên Phong, lão nương hoài nghi ngươi có vấn đề, ngươi thừa nhận là được, còn dám hoài nghi ngược lại ta. Hai người đùa giỡn một hồi, Nguyên Phong đề nghị, phi viên lão sư bác học như vậy, khẳng định biết chỗ có vấn đề, có cần tìm hắn hỏi một chút. Lăng Tuyết lắc đầu, không được. Hắn hiện tại mỗi ngày đều bận ở trong phòng thí nghiệm, không tốt để làm phiền. Nguyên Phong nói, cũng đúng, Phong Thành lão sư ngược lại có thể thường xuyên nhìn thấy, nếu không chúng ta đi hỏi Phong Thành lão sư đi. Hắn cao thâm mạt chắc, hiểu biết càng rộng. Lăng Tuyết nhăn nhó một hồi, mới đáp ứng, được rồi. Chúng ta đi tìm Phong Thành lão sư hỏi chuyện. Thời điểm Phong Thành đang sửa sang lại máy móc, Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết tới tìm. Phong Thành nghe xong nhíu mày, hỏi lại, không chừa. Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết nghe Phong Thành nói thẳng liền đỏ mặt xấu hổ. Phong Thành nói, điểm này các ngươi tìm đúng người rồi, ta liền biết một chút. Đã từng ở Nhạc Tiêu Cung tự do dạo chơi không sợ con rơi, Phong Thành ở phương diện này có tri thức rất phong phú, có thể nói là cụ tổ của thuốc tránh thai. Phong Thành kiểm tra hai người một chút, lập tức đưa ra kết luận, đã tìm được vấn đề. Phản ứng đầu tiên của Lăng Tuyết là, ai có vấn đề? Mà Nguyên Phong thì hỏi, điều trị được không? Hai người đồng thời hỏi ra, sau đó Lăng Tuyết hết sức khó xử. Phong Thành cười hặc hặc, hai người đều có vấn đề. Hơn nữa, ta biết cách điều trị. Thế nào, có điều trị không? Chị, hai người mấy năm nay rảnh rỗi ở phi thuyền không có việc gì làm, rảnh rỗi muốn sinh ra mấy đứa con chơi đùa cho vui, làm cho sinh hoạt nhàm chán có thêm nhiều niềm vui. Đối với Phong Thành mà nói, trị liệu chỉ là tiện tay, bất quá chuyện này cũng dính đến ra đời sinh mệnh mới ở trên phi thuyền, liền phải hỏi ý của Duy Lão Đại mới được. Nghĩ đến, Phong Thành gửi tin nhắn cho Tô Hạo, Duy Lão Đại, Lăng Tuyết cùng Nguyên Phong muốn sinh hài tử, có thể để bọn họ sinh không? Chỉ chốc lát sau, Tô Hạo nhắn lại, sinh đi, để bọn họ sinh nhiều một chút. Phong Thành hiểu ý, sau đó nhìn hai người Nguyên Phong nói, ta trước chuẩn bị, hai ngày sau các ngươi đến đây. Cảm ơn Phong Thành lão sư. Sau khi hai người Nguyên Phong rời đi, Phong Thành tiếp tục bảo dưỡng máy móc, nhỏ giọng cười khẽ, Duy Lão Đại nói sinh nhiều một chút, một thai 4-5 phôi không quá phận đi. Rất nhanh, Lăng Tuyết liền mang thai. 10 tháng sau, sinh ra 5 em bé, trong đó 2 nam, 3 nữ. Nguyên Phong trợn tròn mắt, bản thân đến cùng lợi hại thế nào, tên lửa sao? Một hơi 5 đứa. Vấn đề bây giờ là, bọn họ chăm sóc không nổi nha. Phong Thành cười ha hả nói, không tệ, không tệ, Nguyên Phong ngươi còn rất nỗ lực đấy. Nguyên Phong mỗi tay bế một đứa, để lại 3 đứa khác không ai quản, chuyển lên giường liền khóc giống, giọng vai dội, sức sống lan tỏa bốn phía. Phong Thành dẫm mạnh, kim cương giáp dưới chân xuất hiện, biến thành 5 cái nôi, đem từng hài tử ôm lấy, để vào trong nôi, nhẹ nhàng lay động, khiến tiểu hài tử nín khóc. Vẻ mặt Nguyên Phong tràn đầy kính nể, không hổ là Phong Thành lão sư, chuyện gì cũng biết, Phong Thành lão sư, ngươi giúp chúng ta đặt tên cho hài tử đi. Nói đến đây,
Nguyên Phong lập tức ý thức không xong, ta quên mất ai là lão đại, ai là lão nhị rồi. Phong Thành hặc hặc cười nói, ta giúp ngươi nhớ kỹ rồi. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 947, sinh nhiều một, chút, hai. Sau đó Phong Thành tiện tay ra chảo, một nén bạc xuất hiện, sau đó chia làm 5 phần, theo thứ tự đủ loại hình dạng, biến thành 5 cái vòng chân. Lão đại tên là Lăng Bách Hoa, lão nhị tên là Nguyên Hạ Phong, lão tam kêu là Nguyên Thu Diệp, lão tứ tên là Lăng Thính Tuyết, lão ngũ tên là Lăng Linh, thế nào? Nam hài dùng họ Nguyên của Nguyên Phong, nữ hài dùng họ Lăng của Lăng Tuyết. Nguyên Phong lẩm bẩm nói, xuân hạ thu đông, trong phi thuyền không có xuân hạ thu đông, muốn dùng tên con ta để tưởng nhớ xuân hạ thu đông sao? Tốt, tên rất hay, cứ như vậy đi. Lăng Tuyết cũng chuyển mình, cười nói, tên rất dễ nghe. Vừa sanh xong hài tử, mặc dù có Phong Thành dùng thuật trị liệu khôi phục như ban đầu, nhưng vẫn có chút suy yếu. Phong Thành mỉm cười, ai nói phi thuyền không có xuân hạ thu đông? Không chỉ có xuân hạ thu đông, còn có núi, sông, biển cả. Muốn gì có đó? Hai người kinh ngạc. Phong Thành ở trên vòng chân khắc tên của 5 đứa trẻ, sau đó nói, ta còn có chuyện cần xử lý, không thể giúp các ngươi chăm sóc hài tử, chỉ có thể để các ngươi vất vả một chút, tự mình nghĩ cách. Ăn mặc tiêu phí liền không cần bọn họ quan tâm, đều có máy móc tự động sản xuất, hai người chăm 5 đứa trẻ liền dư xài. Nguyên Phong bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Phong Thành bổ sung, đương nhiên, có vấn đề gì, có thể tìm ta, trực tiếp hướng lên trời hô to tên ta là được. Nguyên Phong đại hỉ, cảm ơn Phong Thành lão sư. Phong Thành đi rồi, Nguyên Phong nhìn vào 5 đứa trẻ, vẫn như cũ ngây ngốc. Ta nhanh như vậy đã làm cha, còn là cha của 5 đứa. Một chút cũng không có chuẩn bị, ai có thể nói cho ta biết ta nên làm sao bây giờ. Phong Thành mới đi không lâu, 5 tiểu hài tử liền khóc giống lên, Nguyên Phong trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Hắn thầm nói, hối hận rồi. Thời điểm không có tiểu hài tử tự do tự tại, ta đây vì sao không nghĩ tới, vậy mà lại muốn sinh tiểu hài tử. Phong Thành cười hà hà gửi tin nhắn cho Tô Hạo, Duy lão đại, Lăng Tuyết mới sinh ra 5 tiểu hài tử, đều khỏe mạnh cả. Tô Hạo nói, còn rất nhanh đi. Á Sơn nói, không nghĩ tới Phong Thành ngươi lại có thiên phí làm bác sĩ khoa sản, chậc chậc chậc, rất lợi hại. Phong Thành coi như Á Sơn đang khen ngợi bản thân, cười hắc hắc nói, nếu không phải cân nhắc đến vấn đề dinh dưỡng, ta có thể một hơi khiến bọn họ sinh 10 đứa. Tô Hạo nói, 5 là đủ rồi, cũng đừng để trong phi thuyền khắp nơi là tiểu hài tử. Phong Thành nghĩ đến cảnh một đám trẻ ở trong phi thuyền cãi nhau, liền giật mình nói, đã hiểu. Có ta ở đây, kế tiếp bọn họ có làm gì cũng không sinh ra nổi một đứa. Trong phòng thí nghiệm số 1, phi viên cũng cảm giác được sinh mệnh mới ra đời, tò mò hỏi Tô Hạo, Cổ Duy tiên sinh, ngài đồng ý cho bọn họ sinh nở đời sau sao? Một nam một nữ, trên lý thuyết vẫn có thể sinh ra một tộc quần nhân loại. Tuy, cận huyết có thể khiến mắc nhiều bệnh di truyền, thế nhưng đây cũng chỉ là số liệu mà thôi. Chỉ cần không ngừng sinh nở, sàng lọc lại chỗ thiếu hụt trong cơ thể, mở rộng nhân số, có lẽ sẽ rất nhanh hình thành một tộc quần ổn định. Đương nhiên, trên lý thuyết là vậy, dù sao cũng không có thế giới nào chỉ có một nam một nữ. Đúng rồi, ngoài trừ nguyên tinh, bất quá Tô Hạo chắc chắn sẽ không để bọn họ sinh nở lung tung. Chiếc phi thuyền này dùng để thăm dò vũ trụ, không phải là nơi tránh gió của nguyên tinh, không có khả năng để bọn họ ở đây tiếp tục sinh đẻ. Chẳng qua nếu như Nguyên Phong cùng Lăng Tuyết có ý định dựa vào sức mình, cứu vãn nhân loại nguyên tinh, đợi 20 năm sau, tình huống trên nguyên tinh ổn định lại. Có thể cân nhắc ở trên nguyên tinh giúp bọn hắn thành lập cứ điểm nhân loại, để bọn họ có thể ở nguyên tinh sinh sôi nảy nở. Có được hay không, còn phải xem ý định cùng cố gắng bọn họ. Phi viên lắc đầu nói, khó mà làm được. Đã không có hệ sinh thái nguyên vẹn, chỉ với một cặp đôi muốn khôi phục nền văn minh nhân loại, có chút không thể. Tô Hạo nói qua chuyện khác, ngươi đối với tinh thần lực, một chút cũng chưa có phương hướng sao. Vậy có thể thu 5 đứa trẻ này làm đệ tử, dạy bọn họ tri thức, thuận tiện xem có tìm được điểm đột phá hay không. Phi viên nói, tốt, Cổ Duy tiên sinh, chờ những hài tử này lớn, ta sẽ là lão sư cho bọn họ. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, đúng rồi Cổ Duy tiên sinh, truyền thu cho bọn họ tất cả tri thức, hay có hạn chế? Tô Hạo cười nói,
không cần hạn chế, dựa theo ý nghĩa của ngươi mà làm, muốn dạy gì cũng được. Phi Viên thở phào một hơi, Cổ Duy tiên sinh, ngài thật vĩ đại, tri thức quý giá như vậy, vậy mà không thèm giữ lại truyền thụ ra ngoài. Chuyện này dưới nhận định của Phi Viên là tác phong của thánh nhân. Cho dù là hắn, cũng không hề dám nói chắc chắn sẽ truyền thụ kiến thức của mình ra ngoài. Chương 948, manh mối 1. Tô Hạo muốn ở trên nền tảng lúc này đột phá tinh thần lực đến một cảnh giới mới, độ khó không phải cao bình thường. Sau khi ở thế giới tu tiên mắc kẹt ở cảnh giới Nguyên Anh một đoạn thời gian dài, hắn liền cẩn thận nghiên cứu qua phương pháp gia tăng tinh thần lực, nhưng đều không tìm được phương án thực hiện, cuối cùng dùng lối tắt, sáng tạo ra thức thai chuyển đi một bộ phận ý thức ra khỏi đại não. Đáng tiếc chính là, biên độ tăng trưởng linh niệm cũng chỉ có 20 vạn mét, đây đã là cực hạn. Nguyên nhân Tô Hạo cũng hiểu rõ, phạm vi phóng xạ sóng linh lực chính là 20 vạn mét. Phương thức hoạt động radar của hắn khác với quan sát bằng mắt thường. Quan sát của radar là phóng một loại chấn động vô hình ra ngoài, thời điểm gặp phải năng lượng huyết khí sẽ phản hồi về, tựa như tiếng kêu của loài rơi vậy. Chỉ bất quá sau khi Tô Hạo đạt được linh lực cùng niệm, radar liền sinh ra dị biến, trở nên cường, đại hơn, nhưng phương thức quan sát cũng không thay đổi. Cũng liền có nghĩa, phạm vi quan sát của Tô Hạo liền được linh lực khuếch trương liên phạm vi lớn, nhưng đồng thời cũng bị ảnh hưởng. Mà bước sóng của linh lực sau khi vượt qua khoảng cách 20 vạn mét liền suy yếu đến trình độ không thể nhận ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phạm vi quan sát của Tô Hạo chỉ có 20 vạn mét. Nhưng dùng mắt thường quan sát thì không giống vậy. Mắt thường bị động tiếp thu tin tức từ ánh sáng, chỉ cần có ánh sáng, như vậy mắt thường có thể đem tín hiệu truyền tới đại não, sau đó hình thành hình ảnh đối ứng với hoàn cảnh. Cảnh tượng như vậy, dù là cách trăm triệu năm ánh sáng, đều có thể nhìn thấy, chỉ cần ánh sáng thuận lợi truyền vào trong mắt. Nếu mà nói, mắt của con người, khoảng cách quan sát được, có thể nhiều hơn cả radar của Tô Hạo. Cho nên nói, con mắt chính là thứ mà thiên nhiên tiến hóa thành, chính là tinh thần lực trời sinh vô địch của con người. Thông qua không ngừng thử nghiệm cùng phân tích, cùng với nhắc nhở về đôi mắt, Tô Hạo đối với cảnh giới phía trên hóa thần có mạch suy nghĩ mới. Không sai, hắn muốn chuyển mạch suy nghĩ tu luyện tinh thần lực, chuyển qua tu luyện đôi mắt. Hắn không có suy nghĩ chủ động tăng cường tinh thần lực, sau đó dùng tinh thần lực khuếch tán quan sát hoàn cảnh, mà dựa theo tinh thần lực vốn có, sáng tạo ra một đôi mắt hoặc là nói, sáng tạo ra một công cụ có thể đón nhận tín hiệu vũ trụ. Sau đó không ngừng tối ưu hóa, khiến nó trở thành một cơ quan như bình thường. Quan sát những chấn động mà thần niệm hay đôi mắt không cách nào quan sát được, sau đó chuyển hóa thành tín hiệu đặc biệt, truyền đến đại não. Cũng chỉ có như vậy mới có thể gia tăng phạm vi quan sát của hắn. Nếu không, tinh thần lực cường đại đến mấy, còn có thể quét ngang qua cả một hệ mặt trời sao? Nghĩ cái gì vậy? Mà nhiệm vụ Tô Hạo an bài cho Phi Viên, chính là nghĩ biện pháp dùng tinh thần lực quan sát các loại chấn động không thấy ở trong vũ trụ. Hắn tin tưởng, nhất định có biện pháp hoàn thành việc này. Thiên nhiên bởi vì có ánh sáng tồn tại, có thể tiến hóa ra đôi mắt, sóng âm tồn tại, liền tiến hóa ra lỗ tai. Những chấn động này có thể bị con người cảm nhận được, vậy mấy chấn động khác, nhất định cũng có thể. Vấn đề ngay tại chỗ, tinh thần lực phải chuyển biến cùng tiến hóa như nào mới có thể cảm nhận được những chấn động vô hình kia. Tựa giống như công pháp của thế giới võ giả, có thể thông qua ý thức khống chế huyết khí, thông qua phương pháp rèn luyện tinh thần lực làm ra xúc tu tinh thần. Có thể cảm nhận được không gian, hoàn thành truyền tống, niệm của tu tiên giới có thể mở rộng phạm vi quan sát, đồng thời khống chế linh lực. Vậy tất nhiên sẽ có một loại hình thái tinh thần lực, có thể quan sát tin tức vũ trụ. Phi Viên trả qua đại lượng phân tích, cầm lấy phương án của mình cùng Tô Hạo, trao đổi, Cổ Duy tiên sinh, chính như theo lời ngài nói, bản chất của tinh thần lực là cầu nối giữa ý thức cùng thế giới. Ta dựa theo mạch suy nghĩ của ngài để tiếp xuống, đem tinh thần lực tiến hành phân tích. Vô luận là ý thức hay là tinh thần lực, cũng có thể là thế giới, bản chất của chúng giống hệt nhau, chính là vận động. Ví dụ như đôi mắt nhìn thấy ánh sáng, bản chất là ánh sáng lọt vào trong võng mạc, dẫn đến chuyển động của các chất cảm quang, loại vận động này truyền tới đại não, giúp ta thấy được đồ vật. Như vậy có thể cho rằng, ở thế giới này, tất nhiên sẽ có vật chất nào đó, có thể cảm giác được một chút chấn động của vũ trụ truyền xuống, sinh ra chấn động đặc biệt. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được loại vật chất này,
liền có thể tìm được chấn động đối ứng. Tựa giống như chúng ta tuy nhìn không thấy từ trường, nhưng có thể thông qua nam châm xác định sự hiện hữu của nó. Các bạn đang nghe chuyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 949, manh mối 2. Tô Hạo nghe xong, hai mắt sáng lên, quả thật như vậy, phương pháp này có thể thực hiện. Đây chính là hai điểm mấu chốt, một là phản ứng vật chất, một là chấn động đối ứng. Đầu tiên phải tìm được vật chất phản ứng, sau đó đem loại vật chất này phân tích kết cấu, đưa vào bên trong đại não, vậy liền không phải có một cơ quan mới cảm nhận sao. Về phần chấn động, dẫn phát hệ thống vận rủi chấn động, Tô Hạo đối với chuyện này rất thành thạo, có lẽ hắn có thể làm được, có thể khiến hệ thống vận rủi chấn động kịch liệt. Thật sự không được, đến lúc đó chạy tới một tinh cầu nào đó, đôi xuống tiểu lập phương toái tinh liên xong. Phi viên nói, chỗ khó ở đây, không biết là loại vật chất gì mới có phản ứng lại với các chấn động đến từ vũ trụ. Đây chính là điểm khó. Tô Hạo cười nói, thật sự không được, vậy liền thử. Á Sơn không phải muốn gia nhập vào nghiên cứu của chúng ta sao? Hiện tại liền dùng tới hắn. Phi viên kinh ngạc nói, thử thế nào? Tô Hạo, Á Sơn hiện tại đang nghiên cứu hóa nguyên, mà ngươi vừa vặn muốn tìm được vật chất đối ứng, vậy có thể cùng nhau tiến hành. Ngươi đem vật chất muốn biết nói cho Á Sơn, hắn sẽ giúp ngươi chuyển hóa ra, còn có thể cùng ngươi một chỗ phân tích số liệu, tìm kiếm quy luật chấn động. Á Sơn biết được Tô Hạo muốn hắn cùng một chỗ tham gia nghiên cứu phí trên hóa thần, liền cao hứng không thôi. Tô Hạo mới nói xong, hắn liền hấp tấp chạy tới phòng thí nghiệm số 1, nhìn bộ dạng hình như không muốn quay về phòng thí nghiệm của mình nữa. Á Sơn, ngươi không trở về ngủ sao? Mang chiếu mền tới đây chen lấn làm gì? Á Sơn cười hắc hắc nói, Duy lão đại, chuyện này là vì mỗi ngày sau khi thức dậy, liền có thể bắt tay ngay vào công việc đấy. Tuy đã có mạch suy nghĩ để thực hiện, nhưng chân chính bắt tay vào, làm, còn không biết cần bao nhiêu lâu. Trước kia Tô Hạo có thể nghiên cứu nhanh chóng, chính là dựa vào tri thức tích lũy lâu năm làm cơ sở. Có rất nhiều tri thức có sẵn giúp đỡ hắn học tập, hắn chẳng qua đem mấy thứ mình học được, tiến hành chỉnh hợp vận dụng mà thôi. Nhưng hiện tại, tri thức đã không còn giúp được gì, hắn cần phải tự thân tìm vật chất phản ứng lại với chấn động năng lượng của hệ thống vận rủi, chính là khó càng thêm khó. Lại qua 4 năm, Tô Hạo mang theo phi thuyền, tiến hành một lần truyền tống nhảy vọt, đột ngột xuất hiện bên ngoài hệ hành tinh Vũ Trước, lấy tốc độ cực nhanh bay tới gần. Vũ Trước tinh là hành tinh lớn nhất trong hành tinh Vũ Trước, khối lượng của nó to gấp 2 nguyên tinh, lực hút cường đại, làm cho vây quanh Vũ Trước tinh có hơn 10 hành tinh nhỏ, vây quanh nó xoáy tròn. Trong phòng điều khiển, Á Sơn đem Vũ Trước tinh phóng to, chỉ vào viên hành tinh thứ tư, nói, Duy lão đại, hành tinh thứ tư quanh Vũ Trước tinh. Dựa vào phân tích, viên tinh cầu này khá giống với trái đất. Ngài nói xem chúng ta có ở trên hành tinh này thấy được dấu hiệu sinh mệnh. Phong Thành cũng nói, nếu hành tinh số 4 phát hiện ra một nền văn minh, vậy thật thú vị. Phi viên cùng mọi người lăn lộn đã lâu, cũng không có cảm giác xa lạ, đùa giỡn, vậy nhất định chờ thêm vài năm, Phong Thành lão sư sẽ lừa mấy tiểu mỹ nữ trở về. Phong Thành lắc đầu, đừng, có người hay không còn chưa chắc. Đầu tiên phải nói trước, ta chỉ thích nhân loại. Tô Hạo cẩn thận đánh giá Vũ Trước tinh, nói thẳng, chúng ta đến hành tinh số 4 nhìn xem có phát hiện gì không. Sau đó, mọi người mang theo kích động truyền tống đến phụ cận hành tinh số 4, điều khiển phi thuyền áp sát lại gần. Tiếp đó nhao nhao rời khỏi phi thuyền liên tục dịch chuyển, tiến nhập vào tầng khí quyển hành tinh số 4. Nhưng mà hành tinh này cũng không giống trong tưởng tượng bọn họ, chỉ là một hành tinh bình thường. Đến cả mạch nước ngầm còn không phát hiện. Không có nước liền không có sinh mệnh, chớ đừng nói gì đến văn minh. Hành tinh này hoàn toàn yên tĩnh hoang vu. Tuy rằng sớm đã dự liệu, nhưng mọi người vẫn còn cảm thấy thất vọng. Đây chính là cảm giác chờ mong nhưng không đạt được dẫn tới. Nếu có văn minh, thật tốt biết bao. Tô Hạo nói, trước tiên ở viên tinh cầu này tìm tòi một phen, nhìn xem có thứ gì đặc biệt không. Nhớ phòng hộ đầy đủ, không nên khinh thường. Tô Duy lão đại, rõ, cổ Duy tiên sinh. Chương 950, phá cục 1. Bốn người ở trên hành tinh này lang thang hơn 10 ngày, lần nữa trở lại phi thuyền. Trao đổi lẫn nhau vài câu, đưa ra kết luận đây chỉ là một hành tinh bình thường, lấy trạng thái trước mắt.
rất khó để ra đời sinh mệnh, trừ khi tương lai có một va chạm mãnh liệt, khiến cho hoàn cảnh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Có xác suất này, lần này tìm tòi cũng không phải không có thu hoạch. Bốn người bọn họ tổng cộng thu tập được hơn 100 loại khoáng, thạch đặc thù, mở rộng kho vật chất. Tô Hạo nói, chúng ta trước ở lại nơi này vài am, tìm kiếm vật hữu dụng, đem hệ hành tinh vũ trước thăm dò xong, liền tiến về tinh hệ khác. Tô Hạo định ra vài điều, mọi người bắt đầu phân công làm việc. Ba người Tô Hạo có năng lượng đặc biệt, liền chịu trách nhiệm từ trên tất cả hành tinh tìm kiếm vật chất đặc biệt, thu thập hàng mẫu, mà phi viên không có năng lực dịch chuyển, liền chịu trách nhiệm tiến hành phân tích mẫu vật. Lại 2 năm sau, ba người Tô Hạo trên cơ bản đem toàn bộ hệ hành tinh này thăm dò một lần, lấy được hơn 1.000 loại mẫu vật không biết, cũng đưa cho phi viên phân tích ra kết cấu cụ thể của thành phần. Phi viên nói, những hàng mẫu mang về, ta đã phân tích xong, trong đó có 13 loại có vật chất đặc thù. Dưới nhiệt độ cao hay nhiệt độ thấp, liền phản ứng với linh lực, có giá trị vận dụng nghiên cứu nhất định. Tô Hạo nói, xem ra hệ hành tinh này cũng không phải không có đại thu hoạch, đã như vậy, thăm dò đến đây thôi. Tốt, Duy lão đại. Tô Hạo hướng phi viên nói, mấy đứa trẻ kia cũng 5 đến 6 tuổi rồi ha, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Tuy rằng phương hướng nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào tìm được vật chất phản ứng lại với chấn động từ vũ trụ, nhưng Tô Hạo cũng không đem toàn bộ hy vọng đều đặt chung một giỏ. Tìm kiếm vật chất đặc thù dựng một đôi mắt mới cần phải nghiên cứu, mà hạng mục cường hóa tinh thần lực cũng cần phải nghiên cứu. Mà 5 đứa trẻ kia chính để phối hợp với phi viên nghiên cứu hạng mục cường hóa tinh thần lực. Phi viên gật đầu, sớm đã chuẩn bị xong phương án dạy học, có thể tùy thời triển khai. Tô Hạo suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể mỗi ngày rút ra chú thời gian dạy bọn họ học tập, nhưng thời gian còn lại, cần phải hoàn thành việc này. Phi viên ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Tô Hạo nói, đem hành tinh số 10 cách xa vũ trước tinh nhất hủy diệt, sau đó rời đi. Trong lúc nhất thời phi viện trợn tròn hai mắt, hủy diệt hành tinh số 10. Đây chính là một hành tinh to hơn gấp đôi nguyên tinh, nói phá hủy liền phá hủy. Mấu chốt nhất là, ngữ khí cổ Duy tiên sinh nói ra rất bình tĩnh, dường như chỉ là một việc nhỏ. Tô Hạo hỏi, Á Sơn, mấy thứ vật chất này có hàng tồn kho không? Á Sơn nói, có, hơn nữa còn không ít. Duy lão đại, ngài định dùng chúng để khảo thí phản ứng năng lượng chấn động sao? Tô Hạo nói, không sai, thừa dịp ta đem hành tinh phá hủy, liền hảo hảo quan sát các loại phản ứng của vật chất. Nếu trong đó thật sự có vật chất đặc thù, dưới sự va chạm kịch liệt của năng lượng, tất nhiên sẽ có phản ứng. Á Sơn, đã hiểu. Ta đại khái cần 1 tháng, làm ra thiết bị quan sát. Tô Hạo nói, tốt, không cần phải vội. Chuyện này, liền định 2 tháng sau hành động, cho ngươi dư giả thời gian một chút, tranh thủ càng thêm hoàn thiện. Sự tình cứ như vậy quyết định xuống. Trong lòng phi, viên vẫn còn hoảng hốt, cứ như vậy liền tùy tiện quyết định sinh tử của một hành tinh. Kinh khủng nhất là, cổ Duy tiên sinh quả thật có năng lực để hủy diệt một hành tinh. Phong Thành vỗ vỗ vai phi viên nói, đứng đây làm gì? Đi theo Á Sơn lão đại làm việc đi. Trong phi thuyền, người có ngày tháng bi thảm nhất, phải kể tới Nguyên Phong rồi, hắn đã gần như ở bên cạnh biên giới của sự sụp đổ. Không ai biết mấy năm nay ta trải qua thế nào. Phụt phụt. Nguyên Phong nhìn lại, liền thấy con gái nhỏ nhất của mình Lăng Linh ngã vào trong hồ nước. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới đem nàng vớt lên, lớn tiếng khiển trách, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được chơi gần bờ nước. Có nghe hay không, Lăng Linh, lần sau còn chơi gần hồ, xem ta có đánh chết con không. Tướng mạo Lăng Linh rất đáng yêu, ngoài vòng ngọc trên tay, thì toàn thân ướt sũng đấy, chỉ thấy nàng phồng má nói lên, ba dám đánh con mách mẹ đấy. Nguyên Phong không biết nói gì. Hắn vừa mới đem Lăng Linh từ dưới hồ vớt lên, thì đứa thứ hai Nguyên Hạ Phong cũng từ trên cây té xuống, ngồi dưới đất nghẹn lấy một hồi lâu, thật sự không nhịn được nữa, oa oa khóc lên. Nguyên Phong đầu đầu, da dầu muốn nổ tung. Các bạn vừa nghe xong tập 95 của bộ truyện Nhật ký Thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.